Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967 782 982. Cảm ơn em. Ồ, vô rồi, vô nha. Ồ, cứ tay bên nhà lượm tiền anh em, tay bên nhà đi, tay bên nhà. Ấy, tay bên nhà anh em ơi, cái gì? Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em tiếp tục clip cực kỳ hot nữa. Thì hôm nay được một bạn gọi là gửi gấm cái ad này, gọi là nhờ anh mở bắt dùm xem có hên hên hay không. Thì ok anh em, để xem coi hôm nay có may mắn hay không. Thì cái bắt gọi là 99 101. Đó, một cái bắt Agent cực kỳ hấp dẫn đối với anh em. Đó, đó tự nhiên anh em gọi là bán hết đồ hình luôn để chơi cái gọi là canh bạc lớn anh em. Kiếm được 101 nhưng mà không được. Đó, rất là khó. Nói chung hôm nay mình thử test thử coi cái vật may của mình như thế nào cho cái ạc này ha. Thì trước hết mình chưa có con over 99 đâu. Bây giờ phải lấy con Rui đã anh em. Lấy Rui trước đi ha. Over 99 đi lại đi. Con nào cũng được. Đó. Để mang qua kia Agent lấy cầu thủ over 99 101. Đó, vô anh em ơi. Giờ lấy con nào cũng được, không cần thiết. Thì hôm bước ạc mình ra con CB anh em, hơi đen, mình đang cần GK mà ra CB mới ghê chứ. Cái ạc này ấy, ạc đã GK này phải không? Pháp rồi, trời ơi. Người cần thì không cho, mà người không cần lại cho. Thế nó mới đầu anh em, thế nó mới đầu. Ok anh em, lấy GK anh em. Mang đi Agent. Cái ạc này có GK chưa? À, có GK rồi mà. GK ngon không? Ồ, oh, còn Bitomestan nó ngon quá rồi, thôi thôi khỏi cần. Rồi bây giờ vô lại ha, vô lại đi. Đó, bây giờ mang con GK đi, Agent. Kiếm con 99 101 đằng thơm thơm coi. Đây, vô phần 11 cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Đó. Ạc này thì mình nghĩ không có tiền đạo hả? Để mình xem lại lần nữa coi ạc này cần cái gì để mình làm bùa anh em. À, đây. Đa số là cầu thủ over cũng khá cao rồi. Mà tiền đạo thì Ronaldo cũng thấp nhưng mà không có ít tiền đạo rồi. À, là W Salah nè. Đó, Rupri CDM nè. À, bây giờ kiếm con Rupri khác cũng được nè. À, Rupri được nè. Rupri RB cũng được nè. Nói chung là cái nào over cao cao chút cũng được. Ok. Thì bây giờ mình vô ha. Đó. Tây Ban Nha thì khá nhiều. Để xem mình như nào đây. Vô 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 vô. Đây. Cái 11 cầu thủ xuất sắc trên đất này không có tiền đạo ghê chứ. Cho con Musiala cam là giữa luôn ghê chứ ta. Thì ạc này nếu mà để ra con Rupri, Rupri 101 thì quá ngon rồi. Thay thế Rupri cũ nè. Đó. Hoặc là một con CB thì không cần đâu. Con nào over cao á. LB hả? LB, RB hả? Đó, nói chung là over nào có cao chút xíu là ok. Vô anh em. Vô rồi, à, chen thôi. Đó, không nói nhiều nữa. Đây, con 99, Manan. Hai con Elite nè, con Muller nè. Hay Rosto cũng được, Rosto 7 nè. Đây, Rosto CB đi, CS không xài nè. Vô. 4 cầu thủ Euro. Đó, bây giờ là ngon nha. Rồi Tây Ban Nha 5 con mà không ra được con nào mà Tây Ban Nha là thấy là xui lắm luôn em, là xui lắm nha anh em. Tây Ban Nha là over 100 mà. Bây giờ vô nha. Vô đó. Xem như là đây. Đấy, hôm nay gọi là thử vận may cho bạn này. Vô. Hơi chậm chứ nha. Vô 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 vô. Đó. Hồi hộp nha. Đó, vô rồi. Vô nha. Đó. Cứ Tây Ban Nha lượm tiền anh em. Tây Ban Nha đi, Tây Ban Nha. Ấy, Tây Ban Nha em ơi, cái gì? Xe đen rồi, rút đi em, vô hàng rồi, 101, tuyệt vời. Quá tuyệt vời em, hết sao sao, ạ, tại hên như vậy ta. Trời ơi, hôm nay mình cần rút đi không ra em, ra con 99 với con 100, trời ơi. Ạ, này quá hên em, quá hên, trời hên quá em, 101 em, trời hên vậy. Hôm nay là mình tay đỏ rồi em, đỏ rồi. Quá tuyệt vời. Không phải tin được em ơi, hên quá ta ơi. Còn một lần nữa nhưng mà hết cầu thủ 99 rồi. Lần nữa nè. Ngon quá này, đang hên quá. 97 nè, 97 còn một con. Rồi hết rồi. Hết cầu thủ chơi rồi. Thì ok anh em, bây giờ thôi tiếp tục cái phần may mắn này đi, mình còn là 9k gen. Mình sẽ lên store mình chơi tiếp. Để xem một cơ hội coi. Tìm kiếm cầu thủ tiếp. 9k gen thì không có nhiều bát đâu, chỉ có một vài bát thôi. 9k gen hả? Có bắt 8.000 gen nè. 8.000 gen thì không ngon rồi. Bắt này phải mà rơi bên kia không ngon rồi. Được rồi.
Thôi bây giờ tôi chơi bắp 3.000 đi, 3.000 gen đi của euro nè, để xem cái được con này ngon không. Ấy, được con rupee quá ngon rồi, thấy quá tuyệt vời rồi, 101 quá ngon rồi. Hên rồi, vô tiếp tục, để xem kiếm con 99 rồi, vô anh em. Đó, đúng rồi, vô keo Tây Ban Nha nữa anh em ơi, cam rồi. Tây Ban Nha cam không, gì đây, gì đây, 96, trời ơi, UMO 96, còn mình tưởng gì chứ, cũng được, tạm được đi, tiếp tục, còn 6 Kazen, sau khi chắc vô sự kiện Cup 3 America đi, để tìm kiếm gọi coi, đây, 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 kiếm còn nãy nó còn ngon coi, còn là về cắt lốt cũng được, quan trọng là có ra hay không, mình cần thì còn, chứ quan trọng ra không, bây giờ một phát nữa nha, vô nha, đó, vô, phát thứ hai quan trọng nè, đó, vô rồi, đây, xem gì đây, cờ ra có mấy cái mấy cờ ra đấy, Brazil lấy tiền em, trời không có icon là tiêu rồi, thua rồi không có icon là thua rồi em ơi. Cờ gì đây, cũng Brazil anh em, nó tiếp liêu Arsenal, à Mateoni hả, trời ơi, bên tay Mateoni anh em ơi, Mateoni, trời ơi, 97, ồ hai con, một con 97, con 96, mà gói 3 Kazen thì cũng hên em, gọi là hên rồi đó, thật sự quá hên. À, nói chung hôm nay là mình mở cũng hên đó chứ em, không có nốt đen em hên hết, hên quá hên đó, vẫn còn 3.000 nè, để xem có cái gói được không, 3.000 thì giờ hết rồi, chứ còn có gói 8.000 nè, 4.000 nè, hình như có 2.200 đây nè, 2.200 thì cái này thì không có biết cái thơm không đây nữa, thôi làm phát tại cái này 2.200 coi, có thơm không, 2.200 thôi, cũng ổn quá. Để ngày mai chưa tiếp cái gói thấy có 1.500 nè, gói 1.500 nè, cũng được, quất hai phát đi, 3.000 đi, chơi luôn, lỡ chơi luôn nè, chơi luôn, có hay không? Đó, xem có hay không? Lỡ là chơi khô máu luôn, kiếm con thêm con 99 nữa ngon ngon rồi, đó, rồi, đây, đó, rồi, hơi hơi chậm. Cái vấn đề lúc đến mở mắt là nó chậm này à. Rồi. Đứng này rồi trời. Đang như ngon đứng rồi. Chậm rồi. Hơi yếu rồi. Vô đi. Trời ơi, đang khúc mà mở mắt mà cái mạng như vậy này là không thể nào thì chấp nhận được. Đang may mắn là đầy rồi, vô. Thấy vô rồi em ơi. Đó. Trời ơi, xong rồi. Ôi, được hai con 81, 78 là cái gì, 84 kìa. Trời, thua rồi, hết rồi anh em ơi. Nói chung này khá may mắn em. Để em xem cái đội hình bạn này như thế nào. Con rút đi 101 quá ngon rồi. Tuyệt vời anh em ơi, quá tuyệt vời. Quá may mắn luôn. Để mình vô mình xem nha. Đây. Đấy. Thay thế con rút đi 101 này. Quá ngon này em ơi. Nãy đọc đi quá đẹp mắt luôn nè, quá đẹp luôn nè. Nhưng mà mình chưa up trend nên chắc rất over bảo đảm nè. Chắc rất over quá, nghi quá. Mình thấy giờ rất 103 lên chưa, tại vì cái này nó chưa up trend lên thì nó mới lên over được. Cũng khá ok anh em ơi, quá tuyệt vời anh em. Được thêm con Nutty Leoni nữa, 97. Con Omo 96, cũng tạm được. Cũng khá ok. Để mình có cái trend nổi nữa không, còn cầu thủ còn nhiều không, để trend tiếp không. Chứ chơi vài bắt trend coi. Có được cái gì không? Một chen thì như hết rồi, không còn đủ cầu thủ để chen rồi, xui quá anh em ơi. Ít quá, mình đang hên rồi mà nó ít quá. Đang chơi tới luôn mà ít quá. Để coi lại sơ lại coi, còn cơ hội để chen nữa không? Để xem như là đây, cái mạng nó hơi yếu nha anh em, thông cảm nha. Tự nhiên nó yếu là đang ngon lành, nó yếu ta kỳ ta. Để xem như là đây, đó. Đây lại phần euro nè, quá phần euro thôi. Đó. Phần 94, 99 được, để coi có đủ không. Đấy. Hai con 97 này hả. Đây còn hai con 90 nè, 90 hết rồi, nên mà hết rồi. Trời ơi, này ít quá. Thằng này không có nhiều cầu thủ để chen đâu chứ, đang thấy không có nhiều chen đâu chứ, trời ơi. Quá đen rồi, đang ngon lành, đang hên. Mà hết cầu thủ rồi. Phần này thì còn một lần nữa mà không có đủ rồi, không đủ rồi, để lần sau đi, lần sau anh em ơi, lần sau đi mình chơi tiếp.
Thì ok anh em, hôm nay quá may mắn cho cái ạc này rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem một cái ạc khác đi. Mình xem coi anh em nó mở bắt như thế nào, có hên không, có hên như ạc này hay không. À, bây giờ mình qua cái ạc này ha, để xem cái ạc này mà ạc mà bắt như thế nào đây. Nói chung mới vô và này nó khoe hình rồi, hình khá ok anh em, có Ronaldo và Van der Steen khá ngon đó. Thì ok anh em, bây giờ vô store thôi để xem như thế đây. Thì cái ạc đầu tiên thì mình mở thì khá ngon rồi. Ạc này thì sẽ mở gói Copa America anh em, 10 lần quy cái bên đó đang làm bộ anh em. À, Ronaldinho, Roberto Carlos, Messi, quá tuyệt vời anh em. Vô mở đây, mấy phát đây, đây hai phát đầu tiên, để xem như là đây. Đó, xem đây, gì đây. Đây, đang làm bùa. Đó, nói chung là cái gói này phải mở 10 lần thì mới rui kế bên nha. Đó, được gầm môi nó nhỉ? Ấy, cờ gì đây? Trời ơi, cờ này thôi rồi, cờ nhìn về đen trên July phải. Chúng ta là mờ gì đây? Chín ba, thua rồi. Hơi đen rồi, hai phát đầu tiên hơi đen. Nói chung đây là phải bảo, ít nhất phải bảo là 10 lần một lúc anh em, nó mới hên thật sự. Chứ anh em mở nhín như vậy là không hên đâu. Mình nói bao nhiêu lần rồi, cái gói này nè, cái gói 10 lần của Copa America nè. Đó, đây tiếp tục nè. Đó, đợi nữa hôm nay gì ta? Ôi, không ngon rồi. Uruguay, CB nè, Barcelona nè, cái gì đây? Ý, con 97 cũng được anh em, Arujo, à, cũng được. Đấy, được 66 em, đấy, cái bắt này bán được nha. Đấy, nhìn chung á, thì cũng được thôi, cũng tạm được, hả, hai lần nữa. Đấy, bên này cứ chơi vào một lần, hai phát, đó, vô. À, đó, đây. Ý, này không có đường hầm rồi. Lần này là đen rồi. tiếp. Đấy, còn hai phát cuối là 10 lần nè, vô nè. Đó. Đó, vô. Đó. Ngon rồi. Hy vọng phát này có cơ hội là con ngon chút. Đấy, vô rồi. Đấy. Thay nữa rồi, còn định ngon rồi. Trời ơi. Peru này, mình này Peru á. Trời ST. Để con chim bà với con Martino. Ok, 10 lần rồi, bây giờ Rui cái bên. Đó, qua Rui nè. Để xem có hên không. Cái Rui này cũng hên xui lắm nha anh em. 9799 nhưng mà lúc 97 là min là nhiều lắm á. Đó, là Mbappé, là Messi nè. Đó. Vô luôn. Đó đúng rồi. Họ nhìn đây. Đó. Ấy, gì đây? Trời thua, tiêu rồi. Canada. Là W. Là gì? À, DB. 98 cũng được anh em. Thôi cũng tạm đi nè. Cũng tạm được đi. Nó ra 97 mới là sợ ơi. 98 cũng được, ok, không đến đâu nào. Ok anh em, vẫn còn 1200 FC Bon thì sẽ làm gì đây? Ý hết rồi. Ý bên này hết rồi. Nói chung là mình tự làm bên này mở tiếp, bên này hết mở rồi. Thì ok anh em, nói chung này làm tiếp gọi là vui vui anh em. Mở bắt dùng cho một bạn. À, mà bạn này khá là may mắn anh em. Được con over gọi là 101. Quá tuyệt vời anh em. Quá ngon luôn, thật sự luôn. Đó, anh em là có nhu cầu mà muốn mình mở bắt dùm cho đó thì đó, muốn lấy vía gì đó thì ok anh em cứ inbox cho Zalo mình, gọi ạc mình, mình sẽ vô mở gọi là vui vui cho anh em, quay clip cho anh em lên để chia sẻ món cho anh em khác. Đó, cứ inbox cho Zalo mình ha. Đó, thì ok. Thì nói chung là coi cái ạc này thì mở 10 lần của sự kiện Copa thì cũng không đen lắm, cũng được anh em. Đó. Ok anh em, thì anh em thấy clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.